À, xin chào tất cả mọi người, mình là nút quay. Năm nay cũng đang được 12 tuổi. Con là người người muốn thích đọc sách và không đã tính tính tò mò. Con thì cũng thích nghe nhạc cổ điển và hôm nay mình sẽ chơi chương Scherzo của bản sonate viết ở giọng pha trưởng của ông Haydn.